Thẩm Thúy Hằng là một minh tinh điện ảnh sáng chói của nền điện ảnh Sài Gòn. Năm 1959, Thẩm Thúy Hằng từng lập gia đình với một người lớn hơn mình 2 tuổi với sự sắp xếp của mẹ và các anh, đó là Trung úy Ngọc. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này tan vỡ sau 5 năm, dù hai người đã có chung một đứa con sinh năm 1961. Còn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh là một chính khách. Ông từng làm phó thủ tướng kiêm thống đốc Ngân hàng Việt Nam Cộng Hòa. Sau 1975, ông có thời gian làm cố vấn kinh tế cho Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, Thẩm Thúy Hằng có cuộc hôn nhân đẹp như mơ với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh. Mối tình của Thẩm Thúy Hằng và tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh là một mối tình đẹp, đáng ca tụng cho đời sau. Năm 1970, bà chính thức lên xe hoa lần thứ hai với ông Nguyễn Xuân Oánh. Đây là những hình ảnh quý về đám cưới của một trong những chính trị gia với ngôi sao điện ảnh hiếm hoi tại nước ta. Nhìn trang phục, sính lễ, bánh cưới, quan khách, có thể thấy được sự xa hoa của đám cưới ông Nguyễn Xuân Oánh và minh tinh Thẩm Thúy Hằng. Cả hai có 4 người con, trong đó có những người rất thành công trong kinh doanh hiện nay như Nguyễn Xuân Quốc Việt, Nguyễn Xuân Ái Quốc, Nguyễn Xuân Dũng. Sau khi thành hôn, ông bà lập nên hãng Việt Nam Phim, sản xuất bộ phim Chiều Kỷ Niệm và mời đạo diễn Lê Mộng Hoàng thực hiện. Phim tập trung nhiều tên tuổi lớn như Nam Châu, Phùng Há, Thanh Tú, Huy Cường, rất thành công về doanh thu. Các ký giả lão thành và bạn bè cũ của Thẩm Thúy Hằng đều xác nhận sự ảnh hưởng và uy tín của ông Oánh đã làm Thẩm Thúy Hằng càng nổi danh hơn và phẩm hạnh càng tôn quý hơn. Không hề có bất cứ tai tiếng gì, mà nếu có chuyện nhỏ hay lớn cũng được ưu ái, được bỏ qua vì hình ảnh đẹp đẽ của cô trở thành thần tượng của mọi người. Đám cưới con gái Tổng thống Thiệu diễn ra ngày 19 tháng 1 năm 1973 giữa một bối cảnh chính trị rối ren, được coi là đám cưới đình đám nhất Sài Gòn trước 1975. Lực lượng cảnh sát đặc biệt được em út của Thiệu tung ra, lính bồng súng chào, làm tăng thêm vẻ đình đám của lễ cưới Nguyễn Thị Tuấn Anh. Chú rể lớn hơn cô dâu 10 tuổi là Nguyễn Tấn Triều, con trai của Giám đốc Hàng không Việt Nam Nguyễn Tấn Trung, được xem là đám cưới lớn nhất Sài Gòn thời bấy giờ. Dư luận thời đó gọi đám cưới này là cuộc phối hợp nghệ thuật, giữa quyền và lực. Hai ông xui, một thì nắm quyền sinh sát dưới đất, dinh độc lập, một thì cai quản hoạt động trên trời, Hàng không Việt Nam. Giám đốc Trung thuộc gia đình giàu có nức tiếng. Ông Thiệu xuất hiện với áo gấm xanh, 2 tà phủ dài quá đầu gối, chiếc quần thụng trắng, đầu đội khăn đóng, 2 tay chắp lại trước bụng. Cạnh là vợ ông, bà Mai Anh, người Công giáo. Trước khi được chính Đức Tổng Giám mục làm phép hôn phối sáng 19 tháng 1, chú rể Triều cũng mặc áo gấm, đầu chít khăn, theo phía đàn trai mang lễ vật tới nhà ông bà ra. Đám cưới có đến 500 khách mời gồm các đại thương gia, chính khách, tướng tá, dự tiệc lớn tại nhà trai, sau đó lễ tại nhà thờ lớn, mau chóng trở thành một đám cưới theo nghi thức Tây phương. Cô dâu đã bỏ khăn vành dây, bộ áo cưới màu đỏ cổ truyền và chuỗi hộp đeo cổ, để mang bộ áo cưới màu tuyết trắng và tấm vang, trên đầu có cái đuôi thật dài và phải có cô phù dâu đỡ, cho khỏi phủ xuống đất. Chú rể cũng đã bỏ áo gấm để mang bộ âu phục mới toanh và đúng mốt. Cô dâu, chú rể được kết hợp duyên chúa với sự nhận lễ từ Tổng Giám mục Sài Gòn, dưới tên thánh là Bernadette và Martin. chú rể đã theo về đạo cô dâu. Sau tuần trăng mật, cô dâu chú rể sang Mỹ cùng theo học Đại học Pittsburgh,